Cái đó khó hơn. Khó hơn hả? Tại vì em hát không hay. Em qua trước đi, em thực hiện yêu cầu của bạn gái được không? Dạ, em mắc cỡ. Nhớ xin mẹ đứng ngoài kia nữa kìa. Bây giờ anh xin trước mặt em mà em có thể cho anh nắm tay cái làm quen em thằng nào xin cô cho con nắm tay nhớ hơn được không? Này giống bắt tay công việc quá vậy. Đấy, rồi đâu còn tỏ tình. Hôm nay em gặp anh gặp em thì cái cảm xúc trong người như thế nào mình nói chân thành nha. Gặp em là anh thấy nó vui mừng. Có ngày mấy ngày hẹn hò trên chương trình này, trước hết là cảm ơn chị Cát Tường dẫn chương trình. Cái đó là tỏ tình đó hả? Không, giờ ông tài đây không mất cỡ. Nói hoài vậy, nói cho cái gì câu nó hay coi. Em cho anh cơ hội hay là mình hẹn hò nhau em, được em không? Cho anh cơ hội có thể tiến xa với em hơn. Bây giờ hai bạn đã ngồi vào vị trí của mình rồi, chúng ta cách nhau một cánh cửa trái tim ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu thật là lớn, rõ để cho đối phương có thể nghe được những thông tin của mình. Mời bạn trai giới thiệu trước. Dạ, em xin chào tất cả các bạn biên tập, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em tên Lê Hoàng Minh, sinh năm 1987, nghề nghiệp là nhân viên lái xe công ty xây dựng, làm thành phố Hồ Chí Minh. Rồi hiện tại là em đang ở đâu? Em ở Đức Hòa mà em làm ở thành phố Hồ Chí Minh sáng đi chiều về. Là coi như nhà mình là Long An. Dạ. Rồi chạy lên thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày sáng đi chiều về. Có bữa cũng khi ở lại mà trời mưa bão mới ở lại. Mưa bão ở lại luôn. À. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào bạn kia nam bên kia. Em tên Nguyễn Hoàng Kim Hương, năm nay 28 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên văn phòng. Em làm việc ở đâu Hương? Em ở quận 10 mà em làm việc ở Phú Nhuận. Hiện giờ em đang sinh sống với ai? Hiện tại em đang sinh sống với lại cậu với lại mẹ với em gái. Cậu với mẹ với em gái. Rồi, bây giờ mình giới thiệu một xíu về bản thân của mình nè, những điểm mạnh, điểm yếu của em là cái gì? Thì chị là điểm mạnh của em là thích hòa đồng với mọi người trong công việc, thì làm phải đúng giờ đúng giấc. Còn này điểm yếu của em là không biết nấu ăn, không thích tụ tập ở chỗ nơi đông người. Không thích tụ tập, không thích nấu ăn. Không biết uống rượu bia, hút thuốc. Không rượu bia, không hút thuốc luôn. Trời từ nhỏ ơi. Tới lớn vậy. Từ nhỏ lớn luôn. Chắc người còn sót lại của thế kỷ nè. Không thích tụ tập, không ăn chơi gì hết, không rượu bia, không thuốc lá. Vậy thì những cái giờ rảnh rỗi ngoài lúc đi làm em làm gì? Vòng vòng uống cà phê với mấy anh em thôi. Đi xong thì về, rồi tới giờ làm em làm hình như quanh năm suốt tháng. Đi làm không bao nào được nghỉ. Trời đất ơi, vậy rồi ví dụ giờ có bạn gái rồi thời gian nào đi chơi bạn gái? Thời gian thì có, lúc nào cũng có. Tại vì chưa có bạn gái cho nên mới vậy thôi đúng không? Thế còn em thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là em ngoan hiền, em có trách nhiệm trong công việc với làm nhiệt tình. Điểm yếu? Điểm yếu của em là lái xe hơi bị yếu. Chứ bằng hằng ngày em đi làm thì em vẫn tự lái đi làm hay là ai chở? Dạ, bình thường em là cái chạy xe mà chạy cái tốc độ là hơi bị chậm. Chứ lại em hơi nóng tính một tí. Cũng hơi, em thẳng tính nữa. Lái xe chậm là do mình nhát hay là mình thấy xe cộ đông mình sợ, hay là tại vì mình làm gì mình cũng thích là mình cũng chậm? Dạ không, tại giống như xe đông á là em chạy chậm. Nhìn thấy xe đông á mình sợ đúng không? Dạ, thôi thì chậm thì an toàn thôi, đâu có sao đâu. Cái đó cũng không phải điểm yếu gì. Còn gì nữa không? Em giống là em hơi nóng tính, tại giống như hay cáu một tí, giống như áp lực công việc mà ai hỏi quay lại em cáu. Em nạt người ta tối về em suy nghĩ. Em mai sáng mai xin lỗi. Vậy hả? Tự dạ. Nạt xong rồi tự xin lỗi luôn. Hay quá, có nghĩa là nhưng mà vẫn là được. Tại vì mình nóng xong rồi mình về mình có biết suy nghĩ lại nữa. Nhưng mà nếu vậy thôi mình phải rút kinh nghiệm. Để dạ. Sau này khỏi mất công suy nghĩ rồi khỏi mất công xin lỗi. Dạ. Rồi sở thích của em là gì? Sở thích của em chính là... Không biết anh bạn bên kia, anh có biết có sở thích cùng với em không? Tại em thích xem phim kinh dị một mình với nuôi động vật. Nuôi động vật? Dạ. Xem phim kinh dị một mình. Có ai nào xem phim kinh dị không? Em có xem một chút em ngủ thôi. Xem chút ngủ à? Phim kinh dị mà ngủ hả? Hay là xem phim gì ngủ? Xem phim ngủ lớn lớn chút là từ em ngủ luôn à. Rồi xem phim tình cảm có ngủ không? Em nào không vậy. Em nhắn chút là tối em coi đã chút rồi. Cả 15 20 phút là em thấy là em ngủ rồi. Kỳ vậy, ta coi phim ta phải bị lôi cuốn hấp dẫn, ta theo dõi căng mắt ra chứ tự nhiên coi phim chút xíu ngủ. Em phim em coi đụng đụng chút nữa là cái em ngủ tiêu rồi. Trời đất ơi, rồi để coi mai mốt coi phim với bạn gái có ngủ nửa chừng không nha. Cái đó chắc không buồn ngủ đâu. Không buồn ngủ đâu ha. Rồi còn có thích nuôi động vật không? Có, trên đồng bạc chó ở nhà cũng có nuôi. Sau này nó bị ăn cắp đó rồi nhà không. Lâu lâu như em cứ đi công tác rồi ra ngoài kho bắt mấy chó lao rê, nhận chó cỏ lao rê bởi em về nuôi. Thời tiết mình đây chịu không nổi, anh chết. Trời đất. Cứ ngày em bệnh mà em bị chạy ngày trăm mấy chục ngàn, chích nó nước biển trói tay, chích nó vô nước biển nữa, được ruột. Với thức ăn nữa, ngày 150, 150 con ngày 300, hai con. Rồi, sao này chết có nuôi chó.
thương chó, chó bệnh có đem đi giờ khám bệnh chích thuốc nữa được ha. Có dạ. Tinh thần yêu động vật. Tình duyên của em thì sao? Duyên của em có một mối tình mà em chia tay cũng 6 năm rồi. Lý do chia tay? Nó bắt cá hai tay, em chia tay. Ai bắt cá hai tay? Bạn gái. Hết hồn tưởng nó em bắt cá hai tay chứ. Rồi em quen người đó được bao lâu mà phát hiện người ta bắt cá hai tay? Quen là nó hồi năm 2013, tính là tới 2015, 16 là em tính cưới. Mà tới đó là em nghe bắt cá hai tay là em chia tay. Em nghe thôi hay là em thấy? Em thấy bắt cá hai tay. Chính mắt em thấy luôn. Rồi còn em sao? Tình trường mình sao cưng? Dạ em có một mối tình đơn phương từ hồi cấp 3. Tại em thích cái bạn bên cạnh mà bạn thích em. Bạn nó có biết em thích không? Lúc đó em nhát quá, em ngại không dám nói. Bởi vì chị nhìn là chị biết em nhát rồi hà. Mà rồi cuối cùng là ôm mối tình đơn phương nó bao lâu? Chắc cũng khoảng được 1-2 năm chị. 1-2 năm luôn? Mà em không có biểu hiện gì ra bên ngoài hết trơn hả? Hay là mình cũng có nhá nhá mà người ta không để ý, người ta không thấy, hay là ta cố tình không thấy? Cái đó em cũng không biết. Tại vì lúc nhìn bạn nó ngại quá không dám nhìn. Trời ơi, em thích người ta mà em không dám nhìn luôn thì làm sao mà người ta biết được. Sau khi biết bạn đó có bạn gái là em về em ngồi em khóc một mình. Một mình luôn. Mà suốt 2 năm mà em thích bạn đó thì có ai bạn bè nào biết không? Dạ không, em không nói. Không chia sẻ với một ai hết. Bậy ghê á, lần sau có cái gì mình phải nói. Ví dụ mình nhát, mình không nói được thì mình cũng nhờ bạn thân của mình vậy đó. Người ta nhá đèn lên hoặc người ta nói ép vô giùm cho mình. Chứ em im re luôn rồi, đâu có ai biết gì đâu. Sao vụ đó giờ rút kinh nghiệm là em thích ai là em cứ nói thẳng. Đúng. Nhưng mà sao từ đó nay có thích ai nói thẳng chưa? Nói chung của hồi sinh viên cũng quen được một vài mối tình. Nhưng mà của em là cao lắm là 3 tháng, thấp nhất có 3 ngày rồi chị ơi. Sao kỳ vậy? Lý do? Tại mấy bạn nó thích quen là thơm nhưng mà em không có chịu. Tại tính em hơi cổ lưỡi sĩ chút, là quen là phải mình nói chuyện thân rồi mình nắm tay đúng không mới thơm. Mấy bạn nó thích nhảy mà mới sợ. Quen cái là vô là đòi hôn người ta liền. Dạ em sợ quá em chạy. Cái em chạy luôn. Là hiện tại giờ là cà đã hôn lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Nắm tay có rồi đúng không? Chưa. Nắm tay có rồi đúng không? Chưa. Chưa luôn. Tại đâu có ai chịu nắm tay đâu, đòi thơm hơn chạy thôi trước chứ chị. Trời ơi, nhiều khi người ta cũng đâu có ý gì đâu, mình nghĩ vậy cũng quan cho người ta. Nhiều khi thật sự bây giờ cái nắm tay hay là cái hôn má thì nó cũng rất là dễ thương. Chứ quen 3 tháng không cho ta nắm tay sao ta chịu? Tại em thích dạng nói chuyện hơn lâu hơn chút á. Lâu là bao lâu? Bây giờ quen bao lâu rồi mới cho nắm tay? Chắc độ khoảng 3 tháng đến 6 tháng. Trời ơi, 6 tháng mới cho nắm tay hả? Trời ơi, được không em? Sao em nghe nãy em thấy sao? 6 tháng mới cho nắm tay. Để chị trả giá xuống cho em 3 tháng rưỡi. Hồi đó 3 tháng nắm tay là chị tay hết rồi đó. Trả giá xuống thêm nữa mà em chị. Không được. Thì bạn gái đọc quý bao nhiêu em chịu bao nhiêu. Phải không? Em phải thay đổi tư duy lại chút xíu. Đúng, mình gìn giữ là đúng. Em là người cũng bên đây cũng là người hiếm có còn lại nè. Em cũng là người quá đặc biệt luôn. Cái thời buổi giờ rồi cái nắm tay không cho người ta nắm nữa làm sao tìm hiểu. Nắm coi có điện chạy qua không mới biết người này nó có hợp với mình không là mình mới tìm hiểu. Chứ bây giờ đầu tư hoài 6-7 tháng trời mất thời gian mà rồi cuối cùng cái tự nhiên lúc nắm tay nhau cái thấy vô duyên không phù hợp rồi chia tay rồi cũng mất thời gian. Hơi điều chỉnh xíu thôi nha. Dạ. Rồi đây bây giờ hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào, muốn tìm một người như thế nào? Bạn gái thì dễ nhìn được chứ. Dễ nhìn là sao? Có ngoại hình mà mắt mũi miệng cao thấp hay như thế này, có yêu cầu gì không? Cái đó không có đòi hỏi. Không đòi hỏi gì hết. Gì dễ vậy ông? Ế quá hả? Không, ế quá sao không được hả? Trên đòi hỏi quá cũng đâu có được đâu. Hỏi quá cũng đâu có được đâu. Hiền dữ, cặp này hiền quá à. Rồi còn em? Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Bạn trai của em cao 1m65 trở lên. Tính tình hiền. Cũng có trách nhiệm trong công việc, cũng biết phụ giúp việc nhà. Thích mập hay ốm? Dạ, dáng người vừa người chị. Vừa người? Dạ, anh ấy không có hút thuốc lá. Đây, không hút thuốc lá, không rượu bia, không đi chơi, không gì hết. Không đi chơi luôn hả? Không đi chơi luôn, có đi cà phê, cà pháo. Có đi chơi mà đi đúng giờ giấc về chị. Có đi chơi mà đi về đúng giờ đúng giấc hợp với em đó. Bạn nó không có hói gì. Không có hói, tóc rất nhiều. Để răng cỏ đầy đủ. Răng cỏ đầy đủ, nhăn răng rồi kiểm tra coi. Răng cỏ đầy đủ, trắng trẻo. Được, hơi mập chút xíu được không? Có da, có thịt. Dạ được. Ôm cho nó sướng. Thôi, em ôm cứ ôm quen rồi. Thì mai mốt lấy chồng phải ôm chồng chứ sao ôm cứ ôm hoài được. Đâu đưa chị coi hình coi. Chưa có chồng thì mới ôm gói ôm chứ. Rồi giờ em là không có yêu cầu gì hết phải không? Vậy em tìm đi, em thích nhìn vô bằng cái giác quan của mình. Chấm cô nào, chứ giờ em đâu có đưa tiêu chuẩn ra đâu. Đó, bây giờ em lựa đi. Trong 3 anh đó đó, em lựa cho chị một anh.
Thích cô nào? Cái này tôi. Cô này. Lý do tại sao cô này? Dạ, em đón nai được, cô nào cũng được, bây giờ đón nai. Sao cô nào cũng được? Trời đất ơi. Ba cô, đó, bốn cô thì chơi bốn ý, thì đó có một ý là đúng rồi. Một cô này. À, nhưng mà tại sao trong bốn cô này em lại chọn cô này? Nó cũng phải có một cái em chọn dựa theo cái gì chứ? Em phải phụ nữ có thể đem mắt kiến nhìn đẹp hơn. À, thích phụ nữ đem mắt kiến hay nhìn đẹp hơn. Rồi em chọn ai? Dạ, em chọn cái anh này. Lý do sao chọn anh đó? Tại vì theo là miêu tả anh kia thì có lẽ anh này đúng hình hơn. À, là anh này anh bụng bự đó, anh bụng hơi bự bự đó. Dạ. Được không? Em thích anh chính giữa hơn. Thích anh chính giữa hả? Chọn mà mặt buồn quá vậy, kỳ vậy. Để em thích ờ, anh được gầy rồi. Tí. Bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra ha, để cho hai bạn có thể trò chuyện trực tiếp với nhau và xem ngày hôm nay mình lựa chọn vậy là đúng hay sai nha. Rồi, mời hai bạn. Chào. Dạ, chào anh ạ. Sao? Nhìn trực tiếp nó khác gì trong hình không? Dạ, không khác mấy. Không khác mấy. Khác em, trong hình là khác à. Tại vì em chọn người khác rồi. Có hình em là khác á. Hình đó chụp mấy năm rồi, hình này. Dạ, hồi này là không khác, đó em ốm. Bây giờ em nhìn ra thấy cổ đây là em biết là ai trong này chưa? Ờ, hồi nãy chỉ cô đeo mắt kiến, thích đeo mắt thì kiến. Thì cũng đúng rồi, cách trời. Có người. Trời. Rồi còn cái này sao? Em chào tặng nha. Chị nào tặng? Dạ tặng. Trời ơi, chết rồi. Đây nè, tặng qua trái tim luôn. Anh tặng em là một bó hoa hồng là 62 bông. Là em biết anh ở tỉnh nào rồi? 62 bông ở tỉnh nào? Em biết tỉnh nào không? Long An. Long An. Trời ơi, lần đầu tiên tôi mới thấy luôn vậy luôn á hả? 62 bông mà mang. Người ta tặng, một là ta tặng theo tuổi bạn gái. Hai người ta tặng 99 bông hồng vậy đó, tình yêu. Có tại sao 62 mang mở vòng của tỉnh, người con tỉnh Long An vậy? Tặng bông hồng cho người yêu mà tặng theo có biển số của tỉnh. Đó, đó là tặng. Rồi em tặng quà gì em tặng cho anh đi. Em tặng anh những viên kẹo ngọt ngào khi mà anh ăn thì nhớ tới em. Bữa gặp hôm nay. Trời ơi, anh ăn kẹo này thích lắm, bỏ xe đi nha quay. Phải không? Em muốn hàm răng đẹp mà em tặng kẹo cho ông ăn ông súng răng được sao cưng? Có, ông đừng sợ súng vậy. Nghe em làm giáo khoa đừng sợ súng. Vậy hả? Hai bạn sẽ được thưởng thức một món ăn rất là ngon của nhà hàng Hoàng Yến. Món ăn có tên gọi là mì ý sốt bò bằm và cộng với bánh với trái cây nữa nha. Mì ý sốt bò bằm của nhà hàng á là một cái món ăn Ý được làm từ sợi mì ống rất là đặc biệt. Cọng mì thì to, dai, đặc trưng và thường được ăn kèm với những loại sốt như là sốt bò bằm hay là sốt phô mai hay sốt nấm gà. Rồi mời hai bạn thưởng thức. Nhớ là vừa ăn vừa tâm sự nha. Ga lăng phục vụ bên này xíu nha. Mời em. 5 phút chị Tường quay lại trò chuyện nha. Dạ mời anh ạ. Anh ơi, cho em hỏi quê anh đâu anh? Quê anh ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, giáp ranh thành phố. Giáp ranh thành phố hả? Bây giờ từ đây đến đó xa không anh? Tại trước giờ em chưa tới Long An bao giờ. Dạ, anh giáp ranh thành phố này có những mười mấy cây à? Dạ, lên đây là anh đi xe máy luôn hả? Xe máy, có bữa đi cho con về. Có khi trời mưa bão thì lấy xe về. Còn máy bữa nào mà đi kẹt xe lấy xe máy về. Xe máy đi đường dễ chạy hơn. Vậy là bữa nào mà lỡ mà xe có vụ quán trục trặc gì em hú anh chở em được không? Anh trên từng cái số, cái gì cho anh biết trước anh xin phép. Ủa anh sống chung với ba mẹ luôn hay sao? Nhà anh có một anh trai à, nhà ba chị em một anh trai à. Dạ, hiện tại là anh ở một mình hay là ở nhà chung? Cha mẹ, hai chị có chồng hay đi đó. Vậy anh nhận xét gì vậy em? Ừ, thấy em thấy phù hợp nha anh, em dễ chịu. Nãy nghe trên nói mà nó hơi nóng giận nữa, bớt đừng nóng giận lại. Cái gì cũng từ từ, đừng nóng giận. Tại nhiều khi em cũng lo là kiểu như tính em thẳng nè. Em nói như cái gì thì không thích nói thẳng, chứ đừng ấp ức cho nó. Nhưng em sợ em nói thẳng quá lại mất lòng anh chứ gì. Đó em nói thẳng em dữ quá là anh mất tiêu rồi. Anh chút nào hiện lên lại anh ai chửi chửi thôi anh mất tiêu rồi, chút nữa lại đi cười rồi về. Nghe anh không có nóng giận, không giận bất cứ ai hết. Khi người ta nói chúng là giận hờn, ta nói người nào giận thì chúng người đó là xin lỗi mình. Không gặp chúng anh em để nói vậy thôi. Quê, không có coi coi như là không có chuyện gì xảy ra. Anh từ nào giờ không có giận, không hờn ai. Ăn chưa? Nãy giờ có ăn không? Em vẫn thức vậy được nha. Lo nói chuyện phải không? Nè, bây giờ chị chia sẻ với hai bạn nha. Nãy giờ ra ngoài là phát hiện ra hôm nay đến với chương trình là có mẹ của bạn gái nữa. À, cũng có đi với mẹ. Rồi, bây giờ chị mẹ sẽ đâu? Mời mẹ vô để em chào bác gái một cái. À. Dạ, cũng mời cô ạ. À. À, thưa cô, hồi nãy giờ cô ngồi ở ngoài á, cô theo dõi cái cuộc gặp mặt của hai em thì không biết là cảm xúc của cô hiện tại bây giờ như thế nào ạ? Dạ thì cô thấy là hai em này thì nói chuyện thấy cũng có vẻ hợp hợp với nhau. Riêng anh này thì cô thấy hiền, lanh lợi, dễ thương. Thì cô thấy là được á, anh này được.
Còn đó là bản thân cô, còn tùy hai đứa cảm thấy hợp thì mình bấm nút cho nhau cơ hội để có thể là tìm hiểu nhau sâu hơn, tìm được một nửa yêu thương của mình. Bây giờ cô có lời nào dành riêng cô muốn nói với con gái của mình không? À Hương ơi, mẹ thấy được đó con. Con nên bấm nút để chọn anh bên kia. Nhưng mà hồi nãy giờ các Tường có ngồi chia sẻ về cái vấn đề, Tường cũng không biết có cô ở ngoài nên Tường cũng chia sẻ về cái việc mà nói cái vụ mà nắm tay đó cô. Thế thì không biết là ở nhà mình đó là cô có quá khắt khe với em, hay là cô cái đó là tự em từ là đã có suy nghĩ như vậy từ đó đến giờ? Em Hương thì là từ nhỏ tới giờ tính tình rất là nhút nhát. Dạ. Về nắm tay thì em đã rất là rụt rè. Dạ. Với lại em phần là cũng do ba. Ba rất là khó. Cho nên mỗi khi mà quen bạn nọ kia mà nắm tay thì ba hay la lắm. Ba của Hương nói là khi nào mà thân rồi thì mới cho nắm tay. Dạ. Thì hôm nay là cô thấy thì cũng theo thời đại mới rồi thì mình có thể là du di chút xíu. Dạ. Mình quen thì mình thấy là nói chuyện hợp thì có thể nắm tay được. Dạ. Cảm ơn cô rất là nhiều. Em có hứa hẹn gì với cô không? Nếu như được có cơ hội mà cùng sánh bước với em Hương thì em sẽ như thế nào? Cô, nếu mà cô cho con cơ hội mà cô có thể bước tới cho với em Hương mà rồi, có thể tiến xa hơn nữa. Dạ. Rồi cô sẵn sàng cho con cái cơ hội để có thể tìm hiểu em Hương được sâu hơn. Sao giờ Hương cảm thấy sao, có muốn nói gì với mẹ không? Dạ mẹ lúc đầu đồng ý thì bấm rồi. Mình phải thích chứ, đâu phải mẹ đồng ý là mình bấm. Quan trọng là em có thích không. Đương nhiên ba mẹ tư vấn là đúng, nhưng mà ba mẹ đồng ý mà em cũng phải thích nữa, nha không? Rồi, dạ, cảm ơn cô nha cô nha. Rồi, để cho hai bạn tiếp tục tâm sự. Cảm ơn cô. Đây, bây giờ mỗi bạn sẽ bóc mấy cái câu hỏi nha, cho của chương trình đưa ra, rồi mình thực hiện những yêu cầu ở trong này nha. Rồi, mời bạn trai một lá, mời bạn gái một lá. Rồi, đọc lớn yêu cầu lên, bạn gái đọc trước đi nè. Bạn nam hãy chủ động tỏ tình lãng mạn và xin phép nắm tay hôn bạn gái. Rồi, hơi khó đó nha. Rồi đọc lớn lên coi. Bạn nữ hãy thể hiện vừa hát vừa làm những động tác đáng yêu đến khi nào chàng trai bật cười. Cái này có vẻ dễ hơn nè, cái này làm trước đi. Cái đó khó hơn. Khó hơn hả? Tại vì em hát không hay. Thì em qua trước đi, em thực hiện yêu cầu của bạn gái được không? Dạ, em mắc cỡ. Nhớ xin mẹ đứng ngoài kia nữa kìa. Bây giờ anh xin trước mặt em mà em có thể cho anh nắm tay cái làm quen em thằng nào. Xin cô cho con nắm tay nhớ hơn được không? Này giống bắt tay công việc quá vậy. Đấy, rồi đâu có tỏ tình. Hôm nay em gặp anh gặp em thì cái cảm xúc trong người như thế nào mình nói chân thành nha. Gặp em là anh thấy nó vui mừng. Có ngày ngày hẹn hò trên chương trình này. Trước hết là cảm ơn chị Cát Tường dẫn chương trình. Cái đó là tỏ tình đó hả? Không, giờ ông tài đây không mất cỡ. Nắm hoài vậy, nói cho cái gì câu nó hay coi. Em cho anh cơ hội hay là mình hẹn hò nhau em, được em không? Cho anh cơ hội có thể tiến xa với em hơn được không em? Đồng ý cho anh không em? Anh ở bên mình tăng nè, sát bên nè. Em ở quận 10 thì cũng gần, không xa. Dạ anh đừng nói địa lý, tại vì em cũng không rành địa lý lắm. Rồi thôi được rồi, về chỗ đi, hoàn thành rồi đó. Rồi đó là yêu cầu của thực hiện của ảnh rồi, tới phiên em. Bây giờ em hát một bài sao mà ảnh nghe mà ảnh vui ảnh cười là được rồi. Nếu thích em thì anh hãy nói ai nì. Anh thương em mà sao không nói ra hỡi chèn. Nếu thích em thì hãy nói ngọt ai nì. Lòng thành hỏng trong từ đây. Bài nhạc nó hay lắm. Cười rồi, bạn trai cười rồi, được rồi. Bài nhạc nó nghe hay lắm. Dễ thương đúng không em? Rồi thì bây giờ hai bạn còn muốn nói gì với nhau nữa không? Cho hai bạn thêm một cơ hội nữa, rồi chúng ta sẽ đưa ra cái quyết định là mình có bấm nút hẹn hò hay không. Em muốn hỏi anh là anh theo đạo nào á? Anh không có đạo nữa, đạo Phật à? Em theo đạo Phật. Dạ tại vì em cũng theo đạo Phật nữa. Rồi còn gì nữa không? Dạ không. Rồi em muốn nói gì với cổ nữa không? Hết rồi phải không? Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý á thì hai bạn nhấn nút thật mạnh, còn nếu không đồng ý thì mình có quyền lấy tay ra. Suy nghĩ thật kỹ nha. Có ba mẹ mình nè, người nhà, anh chị em, bạn bè và khán giả đang theo dõi cái giây phút này. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Mời hai bạn qua đây. Bây giờ mình chính thức làm bạn trai bạn gái với nhau nè, để tìm hiểu nhau nè.
cũng đã xin phép gia đình rồi. Thì bạn trai cố gắng lên nha. Đây là một cô gái cũng thuộc đặc biệt, hiếm có. Nếu mà hai bạn thành đôi thì rất là tuyệt vời. Rồi hai bạn nắm tay nhau đi ạ. Chị Tường gửi tặng cho hai bạn một chiếc vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đây là chương trình gửi tặng em một món quà để em làm đẹp nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son ly không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay cặp đôi đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau dưới sự chứng kiến của mẹ của bạn gái. Và hy vọng rằng với những cái khởi đầu tốt đẹp như thế này thì các bạn ấy sẽ sớm có một cái kết thúc viên mãn.